Vâng, và Vườn Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em tầm được khoảng 5-60 cây mai đại lộc ha, ghép gốc nhớt đã được xử lý đế hết nha. Thì cái lô này em thấy cái gốc của nó thì cũng bằng cái bút bi trở lên ha, và được điều xử lý đế hết nha cả nhà. Thì để tri ân khách hàng trong thời gian qua đã ủng hộ Vườn Mai của Chiếc Chè Bông, thì hôm nay em bán với cho cả nhà cái cặp đại lộc như thế này, chỉ giá 150.000 một cặp và em bao phí vận chuyển luôn nha. Đó, cái này là em để cái mắt lá nó thích như thế này đây, để Tết cho hoa rất là sai hoa nha. Còn em có một cái số cây nó cao như thế này nè, thì nó cao nhưng mà Tết nó cho bông nó sẽ bị thưa hết cả nhà. Cái này thì thích hợp cho ai lấy bo nha. Cái này lấy bo thì ai nó lấy bo thì em sẽ lấy mấy cái cây cao như thế này để về chúng ta lấy bo ha. Đây, cây nó như thế này nha. Đó, chỉ 150.000 một cặp thôi nha cả nhà. Tất cả các rễ thì đều được xử lý đế hết nha. Đây, cây của nó lùn chứ không cao, nhưng mà cái mắt lá của nó rất là khích. Thì sau này cái chỗ này nè, khích ra hoa rất là khích, rất là đẹp ha. Đó, nó như thế này nha. Nó không có cao lắm, nhưng mà cái tán em đô, em ngắt cái mắt lá nó khích như thế này nè. Này mình nó cho hoa vậy mới đẹp ha. Chỉ 150.000 một cây, ối lộn một cặp. Vậy em bao phí vận chuyển luôn. Ai thích thì liên hệ bên em nha, nhanh tay lên nha cả nhà, tại vì số lượng cũng ít thôi à. Rồi, mong được sự ủng hộ của cả nhà nha.